ông cháu này cắt tóc kiểu gì ông cháu nhá? Giới thiệu ông chú, đây là huynh cháu Võ Tòng. Võ Tòng à? Võ Tòng này như đảo ở trên đồi Ngọc Lâm đúng không? Đúng không chú? Thế bây giờ huynh của cháu thì cắt tóc kiểu gì? Cắt kiểu Tommy Xiaomi. Cắt kiểu Tommy Xiaomi để đi đâu? Đi rửa hận. Rửa hận. Đánh Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh. À đi rửa hận Phan Kim Liên cả Tây Môn Khánh làm gì mà phải đi tìm Tây Phan Kim Liên Tây Môn Khánh? Hả? Hai anh em đấy là hạ độc huynh của cháu. À hạ độc anh ruột của Võ Tòng đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cắt đầu Tommy Xiaomi để đi tìm Phan Kim Liên cả Tây Môn Khánh nhá. Hình như Phan Kim Liên là vợ của huynh thằng này đúng không? Đúng. Thôi ngủ đi, chúng cắt đầu Tommy Xiaomi để đi tìm Phan Kim Liên Tây Môn Khánh nhá. Dậy đi ông cháu ơi. Chú để cháu, huynh của cháu. Ông cháu gọi đây. Dậy em cháu ơi. Ôi, chú ơi, quả đầu Tommy Xiaomi để cháu đi tìm Tây Môn Khánh với cả Phan Kim Liên đâu nhỉ? Đấy ông cháu được không? Ông chú cắt được đấy. Chuẩn nhá. Chuẩn. Vậy, quả này Tommy Xiaomi kiểu mới đấy. Tommy Xiaomi bây giờ mới đổi kiểu này ông cháu nhá. Thế bây giờ đi tìm Phan Kim Liên Tây Môn Khánh luôn à? Luôn đấy chú ơi. Ông cháu đi tìm, ông cháu nhẹ nhàng đi nhá. À, Phan Kim Liên thì thôi thì ông cháu cứ giải quyết, còn đâu Tê Môn Khánh về bảo chú để chú lút cả nó. Ok nhá. Ok rồi. Thôi của ông cháu lớp đấy nhá. Ok chú tính tiền cháu đi về cái. Tiền mặt luôn à, của ông cháu lít. Cháu bò đủ 1 triệu luôn. Ok, thank you ông cháu. Bò bom củ luôn à. Bò củ luôn. Ok. Đại ca mày về nhá. Bảo đại ca mày là Tê Môn Khánh để chú ăn Phan Kim Liên để đó nhá. Ok. Ok.